Chào mọi người nha. Video này mình sẽ chơi tám ngựa game kinh dị trên iPad. Rồi, ok. Bắt đầu này. Rồi, mình sẽ đi mở các cơ quan nha. Mình sẽ đi mở các cơ quan. Đây, bảo ra độc ác kìa. Ôi, đường cùng rồi. Rồi. Đây, bắt mở cơ quan màu vàng cơ. Rồi, bỏ ra kia. Đây, cơ quan. Ok, vừa rồi. Ai bán ra chi tiền. Đây, tiếp. Quan màu xanh. Ok, bây giờ thì chỉ có vào thang máy và đi thôi. Ok, tự game tiếp theo. Thank you.
Ui. Slender nào. Con ma này. Con này đã khóa. Rồi, chìa khóa đây này. Ôi, một cuốn sách. Trong phòng này không có gì.
đã hạ gục hết với zombie. Là một tiếp theo. Rồi, đến tiếp theo, Scuzzy chờ 3D. Doing in my house, you little brat. Rồi, đến 3 bây giờ rồi. Đây là sửa thiếu tủ lạnh. Cho em bán. Tá nó. Rồi, nó chạy rồi. Ha ha ha.
nó này. Ok.